Ok anh em ơi, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một video ngắn tiếp theo. Thì ngày hôm nay thì sau khi đã reset Even Show xong nè, thì Khải úp cho mình được 116 và hơn 93% rồi. Và cũng như là có rất nhiều cái kinh nghiệm á, khoảng nút hết rồi anh em ạ. Bây giờ Khải sẽ đầu tư thêm cho mình đó là khoảng 5.000 vạn. 5.000 vạn là tương đương khoảng tầm 600.000 Việt Nam đồng. 600.000 Việt Nam đồng là Khải úp tiếp tục Even ca vạn là nó mất 2 tỷ kinh nghiệm luôn nha anh em. Thì nói chung lần này cái up nữa là coi như là mất luôn tất cả cái event, không thiếu một gì nha anh em ơi. Và sẽ đến kết thúc vào 31 tháng 5 nó sẽ hết nha anh em, hết hạn nha. Cái này hơn chuông lao động nè, 3 bằng 5 nè. Bây giờ trước mắt Khải sẽ mua cho mình khoảng 1.000 cái. 1.000 cái là khoảng 3.500 vạn. Rồi. Cắn hết 1.000 này đi rồi tính tiếp nè anh em ơi. Thì nói chung là quy định là làm sẽ làm cắn đủ 2.000 XP nè anh em. Đó còn thiếu mỗi hơn chuông lao động là 2.000 XP nè. Cắn nào? Khi nào được đủ 2 triệu nhá, 2 triệu, 2 tỷ. 2 tỷ thì ok rồi, cắn nè. Cánh mình thiên sơn, nói chung ăn cái này lấy kinh nghiệm anh em ơi, lấy kinh nghiệm không có gì luôn, cá nhân còn không bán được, ban hội cũng không bán được luôn. Hôm nay hôm qua Khải còn hết hạn mớ cá nhân này mà bỏ hết, tại vì hôm qua ngày chốt hạn mà Khải không online á, xác định bỏ thôi. Giờ phải ăn vô xác định bỏ luôn này mà chứ không có bán được nha. Các bạn quên cái cá nhân với ban hội không bán được. Nói chung là ban hội thì Khải nằm mắt rồi, ngày nào 300 rồi thì bây giờ ăn thừa cũng bỏ không. Chủ yếu giờ lấy lệnh bài boss này nọ bê mới vui này mà, nhưng là lấy kinh nghiệm cho ạ. Cánh quần thiên sơn anh nghe cá sẽ được cái gì nha, nãy giờ anh mới chục cá mà chưa ra một lần bài boss luôn, chưa ra một lần bài boss luôn. Anh cái này xong lên chứ 17 mà chắc là up lại hạng 8 server thôi em ơi. Ai Khải thì auto hạng 8 là không thiếu cái event nào, không thiếu kinh nghiệm nào sẽ lên hạng lại thôi. Rồi kim này mới mua đỡ dành bên đây, nãy giờ đỡ hơi chặt rương. Rồi cuối cậu cá nhân hôm nay anh xong quất nè em ơi, chứng thầu cũng được thu lại vài trăm xu mà không sao, bỏ luôn. Vé số là vận luôn. Đó, kinh nghiệm anh em thôi. Kinh nghiệm cũng 150, 900, 1.500.000, 900, 2 triệu. Hơn thì anh nó úp cấp nè. Úp cấp nè. Này thừa điểm rồi. Tên mà bùa cho vui. 700 mấy à. Ồ. Ủa anh 3.000 mấy mà chưa mất đây mà. Ui mới con tỷ, tỷ hơn rồi, quả đặng. Ui má gì kinh nghiệm ít dữ vậy. Anh 1.000 cái mà có tỷ mốt trời. Đủ kiểu đó phải ăn thêm 1.000 nữa nè mà. Anh 1.000 nữa là gần 7 cái dạng. Ui xôi ôi chứ thôi. Không ăn nữa nè mà. Má kinh nghiệm thấp dữ vậy. À, tính ra anh 1.000 cái nè. 1.000 cái tính ra mới có 1 tỷ mốt à. Ui thảm dữ ta. Đâu tính ra nhỏ nha, giờ muốn ăn mát là ít nhất phải đầu tư thêm tầm 800 nữa, 800 cái nữa nè. Ôi trời ơi kinh nghiệm này thấp quá. Ôi chứ không giống anh quá nè mày, tính ra 3.5 vạn mà chưa mát nổi, giờ ít nhất phải 800 cái nữa, ít nhất phải 800 cái nữa thì cho 700 mày, 700 nhân cho 3.5 là bao nhiêu tiền vàng nữa. Ôi gần 3 cái dạng nữa nè mày. Phải, thôi, ngừng. Ồ, mình tưởng như lần trước là Khải cũng tầm 1.5k mát thôi, tầm này ăn 1k rồi mà mới có 1k1, mới có 1.1 à, gần 1.2 à, thiếu đến 800 triệu. Thôi, coi như bỏ 8 triệu anh em ơi. Ồ, căng quá nè mày. Phải rồi, ừ, anh kiểu đó, anh thêm nữa gần cả chai luôn, mà gần cả triệu Việt đồng luôn á. Mình anh đen quá, kinh nghiệm thấp quá. Cứ 895.5 không. Thôi, đỡ cho anh tiền dạng nè mày, anh phí đâu nè mày. Phải nghĩ vừa rồi là anh ít nhất nó phải được một ngàn, ít nhất phải 1 tỷ 4, 1.5 tỷ thì may ra nè. 4 tỷ 5 thì may ra anh thêm vài 500 cái nữa úp. Tại vì anh thêm tầm 700-800 cái nữa. Úi xời. Thôi, người tạm dừng đây mà. Thôi, cá nhân này còn bán nó không xài được 3 lần bài boss nữa nè. Ban hội này còn bán luôn không xài được. Chung hết đồ tốt mà không có xài được nè. Được 3 lần bài boss thu là được khoảng 150 xu à. Tốn hết 600.000 Việt Nam đồng. Mà mới được nhiêu đó à, giờ mà anh muốn mất phải gần 1 triệu nữa mà. Ôi giờ tính ra còn cái chai luôn, đúng. Còn cái chai bị đồng úp được cái event đó. Thôi hôm trước là Khải một lần rồi, lần này là Khải reset nữa, anh double reset đó. Mà kiểu giờ nó sao ít kinh nghiệm quá, mình cảm giác nó tốn 1 triệu mà úp được em ơi. Thôi chắc được em ơi, hiếm rồi. Đã đầu tư 3.5 hơn 3.5 vạn là khoảng đâu, 3.5 vạn là khoảng hơn không tới cả chai đâu. 3.5 xu, 3.5 vạn vừa rồi thì chỉ khoảng tầm 400.000 thôi. Anh mắt thế này chắc khoảng tầm 800.000 thôi, khoảng 800.000. Giờ phải mua thêm 1.000 nữa mới ra mua mắt rồi. Thôi cỡ này mà. Hiếm á.
mình đang định đánh mắt mà cảm giác nó đen quá, kinh nghiệm nhưng mà cứ vài trăm nghìn, không. Rồi đi chào táo nè mày. Rồi anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ là Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh mày, cố gắng ủng hộ úp cho nó thêm ít kinh nghiệm mà cảm giác nó thốn quá nè mày, thốn tận rốn nè mày. Đây anh 1.000 cái mà mới có 1 tỷ 1 tỷ 2, cho 1 tỷ 2 thiếu 800 triệu nữa, 800 triệu ít nhất phải 800 cái nữa nè mày, gần double, gần ít hai luôn, gần tốn, nếu phải đặc biệt phải ít nhất phải 6k vàng hơn, cao quá. Thôi ngừng.